Chào các bạn tin nhanh 24/7. Trái ngược với số vườn con tài, Exeter đồng loạt giảm giá. Honda Winner 10/2/8 lập kỷ lục đổi giá bán lên tới 4 triệu đồng. Trong những ngày bán hàng chính thức 13/12, giá Winner 10/2/8 trên toàn quốc cao hơn khoảng từ 500 000 đồng đến 4 triệu đồng so với trước đây. Đúng như kế hoạch, ngày 13/12, Winner 10/2/8 chính thức được các lý bán ra trên thị trường với mức giá cao hơn nhiều nhất là 4 triệu đồng. Trong đó, Winner 10 phiên bản đen nhám 2008 đang là phiên bản gây sốt nhất trên cả nước bởi cái sự hầm hố và mạnh mẽ của cái tông màu đen nhám mang lại. Cụ thể, các lý Honda quý nhiệm lớn ở các quận như Hai Bà Trưng, Đống Đa, v.v. ở Hà Nội đều đang bán Winner 10/2008 với mức giá phổ biến từ 38,5 đến 39 triệu đồng với phiên bản thể thao và 40 đến 41 triệu đồng với phiên bản cao cấp, tức là màu đen nhám. So với trước đó, Winner 10 phiên bản thể thao vẫn đang bán ra tương đương hoặc chỉ tăng nhẹ là 500 000 đồng tùy từng đại lý. Riêng phiên bản Winner 10 màu đen nhám 2008 cao hơn từ 1 đến 2 triệu đồng so với trước đó. Đặc biệt, không ít những lý dù đang có Winner 10 màu đen nhám 2008 tại các cửa hàng nhưng vẫn găm hàng chưa bán. Đại diện một số lý cho biết, cái lượng xe Winner 10 đen nhám 2008 về đại lý cũng rất hạn chế, trong khi đây đang là cái màu đen có sốt rất lớn với giới trẻ. Cùng với đó là nhu cầu mua xe cuối năm ngày càng tăng cao. Như vậy, không loại trừ khả năng những đại lý này đang chờ thời cơ để giá xe cao mới bán. Trái ngược với sự biến động có phần nhẹ nhàng ở Hà Nội, những ngày bán đầu tiên của Winner 10/2008 ở Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra cũng khá sôi nổi, với các mức chênh lệch cũng khá lớn giữa các lý. Tại Honda Phát Tiến 736 Cách Mạng tháng 8, Winner 10/2008 đang giữ mức giá là 39,5 triệu đồng với phiên bản thể thao và 40,2 triệu đồng so với phiên bản đen nhám. Các mức vào giấy tờ lần lượt là 45 cho đến 45,5 triệu đồng. Như vậy, tại đây giá bán thực tế của chiếc Winner 2008 gần như là không đổi so với trước và đang thấp hơn giá đề xuất là từ 5,4 cho đến 6,6 triệu đồng. Tại Honda Tường Nguyên 3 212B Nguyễn Trãi quận 1, Winner 10/2008 đang được bán mức giá chung là 39 triệu đồng và giá bao ra giấy tờ là 45,7 triệu đồng. Hiện tại thì Winner 2008 đã về Honda Tường Nguyên với 4 màu: đen nhám, xanh trắng, đỏ đen và vàng đen. Tuy nhiên, theo khảo sát của chúng tôi tại một số đại lý Honda quý nhiệm khác, có một số đại lý đang bán Winner 10/2008 với mức giá là 43,5 đến 44 triệu đồng, lần lượt là hai phiên bản thể thao và cao cấp. Nghĩa là mức giá này bao ra giấy tờ lên tới gần 50 triệu đồng. Mức giá này đột ngột tăng từ 3,5 đến 4 triệu đồng so với phiên bản cũ, dù cả hai mẫu đang được bán song song với nhau. Như vậy, có thấy trong những ngày bán hàng đầu tiên, giá Winner 10/2008 biến động theo cái chiều hướng tăng nhẹ trên toàn quốc, đặc biệt với cái màu đen nhám hoàn toàn mới. Tuy nhiên, các mức giá này đa số vẫn thấp hơn giá đề xuất từ 5,7 cho đến 7 triệu đồng so với trước mức giá đề xuất. Cá biệt, có một số đại lý ở Thành phố Hồ Chí Minh đang bán Winner 10/2008 với mức giá thấp hơn giá đề xuất là 2 triệu đồng, nhưng dự kiến mức giá này sẽ nhanh chóng giảm xuống trong những ngày sắp tới. Điều này đồng nghĩa với việc kế hoạch là một cuộc cách mạng về chiếc Winner 10/2008 có dấu hiệu bất thành, dù đang hội tụ những yếu tố thuận lợi như là nhu cầu mua xe cuối năm tăng cao, cái màu đen nhám rất đẹp mắt và hiếm, và khách mua xe được tặng quà giá trị lớn. Cụ thể, từ ngày 4/12/2007 đến hết ngày 15/2/2008, khách hàng mua Winner 10 sẽ được tặng một đồng hồ G-Shock chính hãng trị giá là 4 triệu đồng. Đây là năm thứ hai liên tiếp, cứ đến hết tháng 12, Honda Việt Nam lại khuyến mãi tặng đồng hồ G-Shock cho những khách hàng mua Winner 10. Nhờ có chương trình khuyến mãi tặng đồng hồ Casio G-Shock mà trong tháng 12/2006, doanh số bán Winner đạt được 12.000 xe, cao nhất trong 6 tháng bán hàng trọn vẹn trong năm 2016. Theo nhiều nguồn tin riêng chúng tôi được biết, sau hơn một năm có mặt trên thị trường, tính hết tháng 8/2007, doanh số cộng dồn Honda Winner 10 đạt được con số 108.000 chiếc, và cứ trung bình 7.000 xe được bán ra một tháng, đứng thứ hai trong một cúp xe con tại phổ thông 100 khối ở Việt Nam. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này, kế tiếp nhớ like, subscribe.